tuổi cao nhưng tinh thần nhiệt huyết vẫn tràn đầy. Còn sức khỏe, làm được gì thì làm để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đó là tâm sự của nhiều cán bộ hưu trí trên trận tuyến phòng dịch ở Đà Nẵng trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách để ngăn chặn dịch lây lan. Vào tuổi nghỉ hưu, thời tiết lại nóng bức, nhưng bằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình, những ngày này, nhiều công an hưu tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã tích cực tham gia hướng dẫn tại các chốt kiểm soát trên địa bàn. Câu lạc bộ công an hưu phường Hòa Khánh Bắc có 35 người, thì hiện có 15 người đảm bảo sức khỏe đang tham gia trực tại các chốt kiểm soát để kiểm tra, nhắc nhở người dân. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cán bộ công an hưu ở địa phương phải đóng góp một phần trách nhiệm của mình với phòng chống dịch ở địa phương, hỗ trợ lực lượng anh em công an chính quy và các lực lượng khác thực hiện công tác là kiểm tra, kiểm soát. Cũng là cán bộ công an nghỉ hưu, từ khi thành phố thực hiện giãn cách đến nay, ông Phan Văn Anh luôn có mặt đúng giờ tại chốt kiểm soát để tham gia giám sát người ra vào khu phố, nhắc nhở tuyên truyền cho người dân tuân thủ các nguyên tắc giãn cách xã hội. Được trở lại làm việc, đối với ông, đó không chỉ là niềm vui. Đương chức là khác, nhưng mà bây giờ mình đã về hưu rồi. Đây là mình thấy là một nhiệm vụ thiêng liêng đối với một người đảng viên đã về hưu. Còn sức khỏe thì mình tham gia cho địa phương. Và với thời gian thì buổi sáng là 4 người, buổi chiều là 4 người. Nên chi không thời gian mà làm việc không có kéo dài, nên chi là cũng đảm bảo sức khỏe cho các anh em ở trong tổ. Ngoài các chốt kiểm soát trên các tuyến đường giao thông chính, thì để hạn chế hết tình trạng người dân xa đường, phường Tân Chính đã thành lập 23 chốt tại khu dân cư. Ở đây, đội ngũ cán bộ về hưu có hết kinh nghiệm đã được huy động để họ nắm rõ người dân từng khu phố. Lực lượng này là lực lượng mà có thể nói là gần nhất và sát nhất với người dân, thì có thể nắm được ít nhiều lý do của người dân đi ra ngoài đường, từ đó để mà giảm được cái lượng người ra ngoài cái không cần thiết. Cùng với lực lượng ở tuyến đầu, các hội đoàn thể bằng lòng nhiệt thành, vô tư cống hiến, lực lượng cán bộ hưu trí đang chung tay góp sức sẻ chia gánh nặng cùng chính quyền thành phố sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.